phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để lựa chọn được những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia cơ quan quyền lực các cấp. Đồng chí đề nghị mặt trận tổ quốc các cấp cần nắm vững các quy định của luật bầu cử, đồng thời bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban bầu cử địa phương để thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước triển khai công tác bầu cử, hướng dẫn về công tác hiệp thương và một số nội dung khác có liên quan. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đề nghị mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần khẩn trương nghiên cứu, chỉ đạo triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử tập trung xây dựng kế hoạch các văn bản hướng dẫn về quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, báo cáo thường trực tỉnh ủy thông qua. Dự kiến, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của tỉnh Thái Nguyên sẽ diễn ra trước Tết Nguyên đán.